Trưng và cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Hán năm 40. Kính thưa quý vị, thời Hai Bà Trưng là thời kỳ xen giữa Bắc thuộc lần 1 và Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Đây là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trác và Trưng Nhị, là những nữ anh hùng dân tộc của người Việt, những thủ lĩnh khởi binh chống lại Đông Hán của Trung Quốc, lập ra một quốc gia mới, kinh đô tại Mê Linh và tự phong là nữ vương. Sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị thất bại, tục truyền rằng vì không muốn chịu khuất phục, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang Tuẫn Tiết, để danh Hát Môn Hát Giang là nơi thánh tích hai bà dựng cơ khởi nghĩa chống quân Đông Hán xâm lược và cũng là nơi hai bà hóa thân vào cõi bất diệt. Đền Hát Môn ngày nay thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, thờ Hai Bà Trưng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại quyết định số 2383 QĐTT ngày 9 tháng 12 2013. Ngôi đền Hát Môn cổ kính với nhiều hàng cây cổ thụ, khung cảnh trang nghiêm yên tĩnh quanh năm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư coi Trưng Trác là một vị vua trong lịch sử Việt Nam. Ngoài chính sử, cuộc đời và sự nghiệp của Hai Bà Trưng được phản ánh trong rất nhiều ngọc phà và thần phà. Vì sự thiếu thống nhất giữa các nguồn tài liệu, nhiều sử gia đã dùng nguồn thần phà, ngọc phà bổ sung cho cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nguồn gốc và tên gọi Hai Bà Trưng. Quận Giao Chỉ được xác định là vị trí ở vùng đất Bắc Bộ Việt Nam và một phần phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc hiện nay. Bộ sử cổ nhất của Việt Nam đề cập đến Hai Bà Trưng là Đại Việt Sử Lược. Theo sách này, Trưng Trác là con gái lạc tướng ở Mê Linh lấy chồng là Thi Sách ở huyện Chu Diên. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hai Bà Trưng vốn họ Lạc là dòng dõi lạc tướng ở Mê Linh, Trưng Trác là vợ Thi Sách ở huyện Chu Diên. Thi Sách là con lạc tướng, còn hai nhà tướng kết hôn với nhau khi lên ngôi, hai bà mới đổi sang họ Trưng. Truyền thuyết xác nhận quê nội Hai Bà Trưng ở làng Lạ Hôi và quê ngoại hai bà ở làng Nam Nguyễn thuộc Ba Vì, Hà Nội. Mẹ hai bà là Man Thiện, được thân phà ghi tên là Trần Thị Đoan. Tuy nhiên, theo các sử gia hiện đại, thời đầu công nguyên, người Việt chưa có họ. Tên Trần Thị Đoan của mẹ hai bà chỉ là tên thần phà đặt sau này khoảng thế kỷ 17-18. Cả tên Man Thiện nghĩa là người man tốt, có thể do người Hán gọi. Còn tên của hai bà có nguồn gốc từ nghề dệt lụa truyền thống của Việt Nam, tương tự như cách đặt tên theo các loài cá của các vua nhà Trần sau này, vốn xuất thân từ nghề trải lưới. Sự kiện nuôi tằm, tổ kén tốt gọi là kén chắc, tổ kén kém hơn gọi là kén nhì, trứng ngài tốt gọi là trứng chắc, trứng ngài kém hơn gọi là trứng nhì. Do đó, theo Nguyễn Khắc Thuần, tên hai bà vốn rất giản dị là trứng chắc và trứng nhì, phiên theo tiếng Hán gọi là trưng chắc và trưng nhị. Khi chữ Hán chưa được truyền bá hoặc chưa có điều kiện thấm sâu vào nhận thức xã hội thì xu hướng đặt tên người rất giản dị và mộc mạc, thể hiện sự gắn bó với cuộc sống đời thường, và xu hướng này còn tiếp tục trong các thế hệ sau. Sau này các sử gia phương Bắc viết chệch tên hai bà thành chắc và nhị với nghĩa phản chắc và nhị tâm. Tên của ông Thi Sách theo Thủy Kinh Chú của Trung Quốc xác định chồng bà Trưng Trác tên là Thi. Cuộc khởi nghĩa năm 40. Do chính sách đồng hóa gắt gao và bóc lột hà khắc của nhà Đông Hán đối với người Việt tại Giao Chỉ đương thời, các lạc tướng người Việt liên kết với nhau để chống lại nhà Hán. Trưng Trác kết hôn với con trai lạc tướng ở Chu Diên là Thi Sách, hai nhà cùng có chí hướng chống Hán. Khoảng năm 39-40, nhằm chấn át người Việt chống lại, Thái thú Tô Định đã giết chết Thi Sách. Trưng Trác và các lạc tướng càng căm thù, cùng Trương Nhị mang quân bảo hộ về giữ Hát Giang, nay là xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 40, Trưng Trác cùng Trương Nhị chính thức phát động khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân các nơi thuộc Âu Lạc và Nam Việt cũ. Quân hai bà đánh hãm chỉ sở Luy Lâu. Tô Định phải chạy về Nam Hải, Trung Quốc. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 huyện, thành ở lĩnh Nam. Trưng Trác tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương hay Trưng Vương. Sau khởi nghĩa đánh đuổi được quân Đông Hán, Hai Bà Trưng cai trị lãnh thổ vùng lĩnh Nam của người Việt, tương đương với bộ Giao Chỉ của nhà Hán trong 3 năm, từ năm 40 đến năm 43. Thời gian cai trị ngắn ngủi và toan tính chuẩn bị chống lại cuộc chiến của nhà Hán khiến Hai Bà Trưng chưa có nhiều hoạt động trong việc xây dựng phát triển lãnh thổ mà mình cai quản. Bộ máy hành chính và lãnh thổ thời Hai Bà Trưng từ năm 40 đến năm 43. Do thời gian cai trị của Hai Bà Trưng không dài và không còn tài liệu để khôi phục lại hệ thống tổ chức bộ máy thời Hai Bà Trưng,
Tuy nhiên, các sử gia căn cứ trên các sử liệu liên quan đến sự cai trị của nhà Hán trước và sau thời Hai Bà Trưng cho rằng, về cơ bản Hai Bà Trưng vẫn duy trì hệ thống quản lý của nhà Hán trước đó do người Việt nắm giữ. Các quận huyện do nhà Hán lập ra trên đất Âu Lạc và Nam Việt cũ trên cơ sở các bộ thời Văn Lang và Âu Lạc được kế thừa, sử sách xác nhận Hai Bà đóng đô ở huyện Mê Linh thuộc quận Giao Chỉ. Quận Giao Chỉ được xác định là vị trí đất Bắc Bộ Việt Nam và một phần Tây Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc hiện nay từ sông Uất hay Tây Giang về phía Nam. Trừ đi những phần đất sau. 1. Góc miền núi Tây Bắc ngoài phạm vi thống trị của nhà Hán. 2. Góc Tây Nam Ninh Bình thuộc về huyện Vô Công, quận Cửu Chân. 3. Vùng Duyên Hải từ tỉnh Thái Bình đến huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, khi đó chưa được bồi đắp thành đất liền, vẫn là biển. Quận Giao Chỉ gồm có 10 huyện như sau. 1. Liên Châu, tương đương phần lớn tỉnh Bắc Ninh, địa danh này hay bị dịch nhầm là Luy Lâu hoặc Liên Lâu. 2. An Định, tương đương miền Hải Dương và Hưng Yên, ở giữa sông Thái Bình và sông Hồng. 3. Câu Lậu, tương đương tỉnh Nam Định và Ninh Bình, không kể vùng Đông Nam Nam Định và phía Nam Ninh Bình lúc đó vẫn là biển, chưa được bồi đắp. 4. Mê Linh, gồm khu vực Tây Bắc, tỉnh Vĩnh Phúc, Tây Bắc tỉnh Hà Tây cũ và tỉnh Yên Bái. 5. Khúc Dương, tương đương huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương, huyện Đông Triều và Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh, trải lên phía Bắc tới vùng Khâm Châu thuộc Quảng Tây Trung Quốc. 6. Bắc Đái, tương đương huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang và huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. 7. Kê Từ, tương đương huyện Lạng Giang và huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. 8. Tây Vu, tương đương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, phía Bắc Hà Tây cũ và Hòa Bình. 9. Long Uyên, tức Long Biên về sau, tới thời thuộc đường Kiêng Húy, đường Cao Tổ là Lý Uyên mới đổi tên là Long Biên. Địa bàn tương đương gồm trung tâm Hà Nội và các huyện Hoài Đức, Thường Tín, Hà Nội, Khoái Châu, Hưng Yên, huyện Thuận Thành, huyện Quế Võ và Yên Phong tỉnh Bắc Ninh trở lên phía Bắc, bao gồm các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên và Lạng Sơn, Cao Bằng và một phần phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Đây là huyện lớn nhất mà các đời sau còn chia tách để lập ra các quận, huyện khác. 10. Chu Diên, tương đương phía Nam tỉnh Hà Tây cũ, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Nam. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video được phát hành ngay hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.